đổi mới giáo dục Phật giáo, nâng cao việc học đi đôi với hành là những phương pháp được các cơ sở đào tạo giáo dục Phật giáo quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây. Thông qua một buổi học thực tế, một buổi ngoại khóa, Chư Tăng Ni Sinh có thể có cái nhìn đa chiều, thu nạp lượng kiến thức từ thực tiễn nhanh chóng và ghi nhớ lâu hơn. Việc lồng ghép giữa học tập lý thuyết và thực tế thông qua các buổi dã ngoại, ngoại khóa đã được Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội áp dụng vài năm gần đây và nhận được hiệu quả tích cực. Mắt thấy tay nghe cùng những trải nghiệm mới mẻ giúp Tăng Ni Sinh có thêm kiến thức, kỹ năng để phát triển toàn diện hơn. Đi thực tế là một trong cái khâu trong cái chương trình đào tạo của Học viện. Nên năm nào cũng đi thực tế. Thế nhưng mà riêng năm nay thì Học viện chủ trương đi một cái chuyến đi thực tế là khá là chi tiết mà khá và phong phú về nội dung. Thứ nhất là Côn Sơn, thứ hai là ta đến Cái Bạc, đến đền Xã Tắc, thế rồi về Ngọa Vân, cái nơi mà Phật Hoàng Nhân Tông nhập diệt. Để nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức Phật học và đạo hạnh cho các tăng ni sinh, các cơ sở giáo dục Phật giáo đã tổ chức lối sống tu học nội trú khép kín trong thời gian học tập. Chính bởi vậy, những buổi ngoại khóa như thế này là dịp để tăng ni sinh cảm nhận được thực tế khách quan, học đi đôi với hành. Ở chùa Côn Sơn là mảnh đất địa linh nhân kiệt và nơi đã có nhiều nhà danh nhân văn hóa thế giới, đặc biệt là chính là Nguyễn Trãi. Và chùa Côn Sơn là nơi mà thiền sư Huyền Quang đã tu học tại nơi đây, và đây cũng là một trong những trung tâm lớn của Phật giáo Tam Tổ Trúc Lâm. Và đặc biệt là khi tăng ni sinh được đến tại chùa Côn Sơn thì được ngắm nhìn những cái công trình kiến trúc mang nét cổ của ngôi chùa Việt, và đồng thời cho mình thêm những cái kiến thức về lịch sử, về sự truyền thừa của Phật giáo Trúc Lâm Tam Tổ. Sau chương trình ngoại khóa, mỗi tăng ni sinh tự chọn từng địa điểm lịch sử, từng đề tài để viết bài thu hoạch. Dưới sự hướng dẫn của Hội đồng Điều hành Chư Tôn Đức Giảng Sư, kiến thức lịch sử tưởng chừng như khô khan, nhưng nay lại dễ nhớ, dễ thuộc hơn thông qua những buổi học thực tế như thế này.